Hoa nở cuồng say, như sợ thời gian vô cùng chật hẹp. Chỉ khoảnh khắc thôi, hoa đã nở bùng rồi. Khoảnh khắc một bông hoa đang nở là khoảnh khắc đẹp nhất của đời hoa. Khoảnh khắc đó được hội tụ từ những gì tinh túy và hoàn hảo nhất của đất trời. Quá lạnh, hoa chẳng nở. Quá nóng, hoa chóng tàn. Thiếu sương mai, hoa thiếu đi sức sống. Cây yếu ớt, không thể ươm nụ, đơm hoa. Hoa nở rồi kết trái ngọt, tạo mầm cây. Mầm cây lại sinh sôi, tạo nên đời sống mới. Khoảnh khắc bông hoa đang nở là khoảnh khắc tuyệt vời cho đời sống bất diệt, đầy ý nghĩa. Vietinbank thấu hiểu. Như đóa hoa khát khao được nở rộ, con người cũng luôn khát khao đạt tới thời kỳ rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất. Vietinbank tận tâm nâng giá trị cuộc sống, đem đến cho khách hàng những khoảnh khắc vô giá. Tài chính thịnh vượng. Gia đình hạnh phúc. Sự nghiệp bền vững. Sức khỏe an tâm. Đồng hành và không ngừng cùng quý khách hàng có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Những giá trị ấy sẽ tiếp tục được sinh sôi, tiếp nối tạo nên chuỗi đời sống tươi đẹp, giàu ý nghĩa. Năm nay cũng chính là khoảnh khắc đóa hoa Vietinbank bừng nở rực rỡ, vươn mình tỏa sắc với bộ nhận diện thương hiệu Vietinbank 2017. Bằng chiến lược thương hiệu mới gắn liền với chiến lược kinh doanh, Vietinbank không ngừng nỗ lực trở thành đối tác tận tâm, hiểu biết và truyền cảm hứng, cùng quý khách hàng tạo dựng một cuộc sống đẹp, bền vững và tràn đầy hy vọng. Vietinbank khoảnh khắc vô giá 2017, chủ đề như những đóa hoa.